chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ nói về một cái hệ thống nữa, đó là hệ thống phanh động cơ trên cái xe tải đầu kéo. Cụ thể mình đang làm ở đây là cái đầu kéo DU420. Thì cái hệ thống này nó hoạt động rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng có những cái yêu cầu khắt khe khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống phanh động cơ này ha. Đấy, thì mình giới thiệu sơ bộ qua cho tất cả các anh em mình biết, đó là về cái vị trí nó nằm. Thứ nhất là nó trên cái đường ống xả của cái động cơ thì người ta sẽ bố trí là một cái lá chắn và được điều khiển bởi cái piston khí nén này ha. Khi mình bật công tắc thì tất nhiên là cái piston khí nén này nó sẽ có hơi vào đường ống này, và nó sẽ tống cái piston này đi ra, và nó sẽ ngăn cái dòng khói từ bên trong động cơ nó đi ra. Từ cái việc mà nó ngăn chặn như vậy thì khói sau khi mà đã đốt cháy thì nó sẽ tan ốp lên và nó sẽ đi vào bên trong cái buồng đốt của động cơ thông qua cái xu bắp xả, và từ đó thì nó sẽ đi vào trong buồng đốt, và từ chính vào nó vào được bên trong buồng đốt, cho nên nó sẽ hõm được cái lực tịnh tiến của cái piston. Từ đó nó sẽ làm cho nó kìm hõm cái trục khuỷu chúng ta quay. Từ cái việc mà nó kìm hõm được cái trục khuỷu chúng ta nó quay thì nó sẽ thông qua cái bánh đà và ly hợp thì nó sẽ kìm hõm được cái sự truyền động từ cái bánh xe này đi lên ha. Thì công suất khi mà chúng ta đổ dốc thì công suất của chúng ta là nó sẽ truyền từ cái bánh xe nó đi lên trục lật đan ha, sau đó nó lên hộp số, sau đó nó qua ly hợp, sau đó nó sẽ đi vào cái bánh đà, và sau đó nó sẽ truyền tới trục khuỷu, và thông qua cái việc mà khói nó tác dụng vào đỉnh piston thì dẫn đến là nó sẽ kìm hãm được cái công suất, làm cho xe chúng ta nó sẽ chạy chậm. Khi mà các anh em mình sử dụng cái phanh động cơ này mà nó không đúng cách thì nó sẽ gây hư hại tới động cơ của chúng ta ha. Để cho anh em mình có một cái nhìn tổng thể về cái hệ thống phanh động cơ nó hoạt động như thế nào thì bây giờ mình sẽ lên cabin và mình sẽ cho các anh em mình biết là nó hoạt động như thế nào ha. Và mình sẽ xíu nữa mình sẽ đặt cái máy quay ở dưới và mình sẽ cho các anh em mình xem nó hoạt động cách thức hoạt động như thế nào. Đây là bên trong cabin của một chiếc xe. Đây là cái đồng hồ tắp lô của xe DU420 ha, 420BS. Thì đây là cái công tắc đây, công tắc mà chúng ta cúp bô đây. Thì nó có biểu tượng, nó có một cái cánh gọt ngon qua như thế này, biểu tượng cho cái việc ngăn cản cái dòng khí ha. Và chúng ta có xu hướng là đẩy về mũi tên như thế này, về sau thì nó sẽ hoạt động ha. Đây, thì bây giờ mình sẽ gọt công tắc này, cái này mình để ý xem này ha. Mình bật cái chìa khóa on lên rồi mình gọt công tắc. Đấy. Thì ở việc ở dưới đó nó sẽ biết tông ở dưới đó nó sẽ làm việc rồi, và trên cái đèn tắp lô này nó sẽ biểu hiện một cái biểu tượng như thế này ha. Đấy, có chữ ANR bên phía trong đấy, thì cái biểu hiện này chứng tỏ rằng là cái phanh động cơ chúng ta đang hoạt động ha. Và nếu mà trường hợp mà mình đạp chân ga thì nó sẽ tắt ha. Đây, mình đạp chân ga này, đấy đó là cái việc mình đọp chân ga là nó sẽ tắt. Tại vì sao? Đây là cái chế bảo vệ của cái động cơ của chúng ta ha. Khi mà xe chúng ta đi xuống dốc, tất nhiên là động cơ chúng ta sẽ cho nổ ở chế độ guarantee thì người ta sẽ cho nổ được. Nhưng mà nếu mà xe chúng ta xuống dốc mà chúng ta kìm việc chúng ta đọp ga nữa, thêm ga nữa thì cái việc đó rất là nguy hại cho động cơ. Nó sẽ dễ bị cong đũa đẩy của hệ thống phân phối khí. Cho nên là người ta sẽ bố trí cái cơ chế an toàn là không, khi mà xuống dốc thì chúng ta không đập ga ha. Đấy, không đập ga. Nếu mà chúng ta bật cái chế độ mà phanh động ga lại thì nó sẽ không cho đập ga ha. Đấy, các anh em mình thấy không ha. Đấy, khuyên các anh em mình đó là khi mà chúng ta đổ cái dốc mà trong cái đoạn đường dài thật là dài ha, cái dốc rất là dài đấy, tầm 2-3 cây số, và cái độ dốc nó rất là dốc từ 8% trở lên, thì các anh em hãy dùng tới hệ thống phanh động cơ. Thì cách dùng như thế nào? Khi mà chúng ta xe động cơ chúng ta nổ ha, động cơ chúng ta nổ và chúng ta đang đổ dốc, mà khi các anh em mình bấm cái công tắc này này, công tắc đã hoạt động rồi, đây chúng ta bấm rồi mà chúng ta nghe thấy động cơ chúng ta có tiếng khự lại ha, thì chúng ta hãy tắt đi ha. Đấy, và tiếp tục xe chúng ta sẽ hoạt động theo quán tính.
và tiếp tục nó sẽ low theo quán tính, thì chúng ta lại tiếp tục là chúng ta sẽ cúp động cơ ha, phanh động cơ lại, chúng ta thực hiện cái thao tác như vậy thì động cơ chúng ta mới đỡ hư hại ha. Đó là cái cách mà chúng ta dùng cái phanh động cơ như thế nào là đúng cách. Và cái trong quá trình mình sử dụng thì tất cả các anh em mình không được đọp chân ly hợp ha. Tại vì sao? Tại vì khi mà xe chúng ta đang lô dốc thì cái lực nó truyền từ bánh xe nó đi lên cầu, nó qua cầu, sau đó lên trục cực đan, sau đó lên hộp số, sau đó lên tới ly hợp và tới truyền tới bánh đà và truyền tới trục khuỷu. Mà chúng ta đọp cái chân ly hợp đi thì có nghĩa là nó ngắt cái đường truyền công suất đó, và khi đó là cái phanh động cơ chúng ta là chúng ta đọp, chúng ta phanh thì động cơ nó vẫn hoạt động nhưng mà nó là không có tác dụng gì, tại vì chúng ta đã ngắt ly hợp rồi ha. Bây giờ mình sẽ đặt cái máy quay bên phía dưới và mình ở trên cabin mình sẽ nhấp nhả cho các anh em mình xem nó hoạt động như thế nào. Mình sẽ tiến hành mình nổ máy ha. Rồi, về cơ chế hoạt động thì mình cũng đã giới thiệu cho tất cả các anh em. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em là lái xe ha. Rồi, các anh em mình cần cái phụ tùng vật tư của cái dòng xe DU420 này, hãy liên hệ với bên mình ha. 038 9898 100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Các anh em nào mà xem video mà chưa thấy bấm đăng ký á, thì hãy bấm nút đăng ký ha. Cái đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.